Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020, trên Facebook của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà tự hay gọi, người ta gọi đó là bà mẹ nắm, nhưng mà trong những ngày qua thì nhiều người đã gọi lại là nắm mẹ, vân vân. Thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rằng, than trời lên rằng là trên, nếu có cơ hội lựa chọn tôi sẽ ở lại Việt Nam. Nếu có cơ hội lựa chọn tôi sẽ ở lại Việt Nam. Một câu nói gần giống như là một câu than. Nó bày tỏ lên rất là nhiều cái góc cạnh đau thương trong tâm hồn của bà. Khi mà bà qua Hoa Kỳ cách đây không lâu, 1-2 năm về trước, thì bà rất vui vẻ, hớn hở vì nghĩ rằng là sẽ được sự thương yêu chào đón của cộng đồng hải ngoại chống cộng. Cộng đồng chống cộng sẽ suy tôn bà. Tôi lúc đó có trả lời trên kênh Phố Bô Sa TV, góc nhìn của tôi là bà nên thinh lặng, tìm một công ăn việc làm vững chắc để lo nuôi mẹ già và đứa con đi. Để sao? Rồi từ từ bình tĩnh qua thời gian, bà sẽ nhận thấy được nhiều góc cạnh ở xã hội Hoa Kỳ. Những người mà thương bà đó sẽ trở thành kẻ thù của bà. Rồi những người tung hô bà đó sẽ là những người đạp bà xuống. Những người mà bây giờ là cho rằng bà là một thần tượng thì sẽ coi bà là kẻ hai mang. Tôi đã nhận định những cái điều đó trước. Thì bây giờ là cái lời than lên của bà đó, nếu mà bà có cơ hội lựa chọn, bà sẽ ở lại Việt Nam. Nói lên ý nghĩ gì? Bây giờ ai ai được và ai mất trong cái chuyện này của bà. Về cá nhân của bà thì rõ ràng là bà thấy được một cái sự thật phũ phàng, đau đớn. Nên bà muốn nói rằng là chứ là giá gì trước đây tôi ở lại Việt Nam, gần giống như vậy. Giá gì trước đây tôi không có đi ra khỏi khỏi nước Việt Nam. Giá gì như vậy đó. Thì đương nhiên á, về phần cá nhân của bà là bà thiệt thòi, bà đau đớn, bà cảm thấy cái sự thật phũ phàng của cộng đồng chống cộng hải ngoại này, không đoàn kết, xâu xé lẫn nhau, trực cơ hội là hại nhau. Cho nên là bà nhìn ra được có phải họ là những người yêu nước hay không, bà cũng thấy. Bà cũng để cho bà cũng phải tự đánh giá lại, mở ngoặc và đóng ngoặc là lòng yêu nước của bà có hay không, và cái chịu đựng nổi trước phong ba bão táp đó hay không. Rất khó cho bà, tôi hiểu. Tôi hiểu những cay cực bà phải chịu. Tôi thông cảm điều đó. Tôi hiểu chặng đường của bà qua đi là một hành trình trong lương tâm cũng như trong sự suy nghĩ thực tế của bà. Cho nên bà mới than lên câu nói đó. Bây giờ đó là phía cộng đồng hải ngoại, cộng đồng chống cộng. Tôi lo cho rằng cái cộng đồng chống cộng cực đoan là người thất bại. Thất bại nặng nề. Tại vì á, họ nói là mỗi lần họ nói là họ đấu tranh cho những người trong nước đứng lên, đây là lời nói của họ, trong nước đứng lên đòi quyền làm người, trong nước thấy được vấn đề để tranh đấu này nọ đó. Rồi họ cũng nói rằng là đấu tranh cho những người trong nước, những người trẻ được tiếp nối cái con đường của họ. Mà nhất là một người phụ nữ như bà Quỳnh là một giới phụ nữ còn trẻ. Tính ra năm 75 lúc đó bà mới, tôi không biết bà mấy 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 tuổi nữa.
Nên là họ là những người bậc cha chú trong cộng bên này là muốn trao truyền ngọn đuốc đó. Mà bà Quỳnh thì trong nước nữa, bây giờ ra. Ra thì họ đối xử với bà như vậy thì bà bị hụt hẫng, phũ phàng. Nên bà mới than lên như vậy. Thế thì cái ngọn đuốc đấu tranh gì đó của họ mong muốn truyền lại cho bà Quỳnh đó, thì không còn nữa, bị đứt quãng. Thế thì có những người hải ngoại nói là chứ ôi, bà Quỳnh đó đâu có phải là người trong cộng, bà đó là còn do tình báo Việt Cộng gài qua. Có rất là nhiều người đã lên tiếng như vậy rồi. Bà Quỳnh là tình báo Việt Cộng gài qua để đi đánh phá những người chống cộng rồi này nọ đó. Cho nên là có những người họ sẽ nói là họ chiến thắng. Không, cộng đồng hải ngoại chiến thắng. Cộng đồng hải ngoại chiến thắng đã lột được mặt nạ một nữ cán bộ nằm vùng của Cộng sản gài qua. Nguyên cái câu nói đó cũng đủ lên nói lên cái não trạng của họ, nhìn đâu cũng thấy Cộng sản hết. Cộng sản tài ba, ghê gớm, tất cả mọi người đều là tình báo của Cộng sản. Thôi thì cái não trạng thua thiệt đó, lúc nào cũng rất là bi quan và thua đó, thì hèn gì cộng đồng chống cộng cực đoan bị thua, thua dài dài. Nói lên được cái não trạng là không có bao dung, không gì đó, làm cho những người như bà Quỳnh phải nói lên, than lên trong một cái sự rất là não nề. Nếu tôi có cơ hội, tôi có quyền lựa chọn, thì tôi đã lại, sẽ ở lại Việt Nam. Nên là cái cộng đồng chống cộng hải ngoại thua. Nên bây giờ nói đến cái trong nước, bảo là có phải là nước là người Cộng sản thắng hay không? Thưa với quý vị, tôi nghĩ như vậy nè. Đối với một nhà cầm quyền như nhà cầm quyền đang đương nhiệm, bà Quỳnh chả là cái gì hết. Zero. Có bà Quỳnh hay không có bà Quỳnh á, bà Quỳnh mà có làm ồn ào lắm đi nữa thì cũng giống như là vo ve chút xíu con ruồi bay qua quay lại. Nhưng mà đối với họ không quan tâm. Một nhà nước bây giờ họ điều hành đó, mà lo cho gần 100 triệu dân, biết bao nhiêu thứ để lo. Cỡ như bà Quỳnh đó, thì đó họ chỉ nhìn thấy là tội nghiệp thôi. Tội nghiệp. Tội nghiệp cho một người flip-flop. Tội nghiệp cho một người chạy theo cái ảo tưởng, nghĩ rằng cái này, nghĩ rằng cái nọ, nhưng mà sáng hai con mắt ra thì nhà cầm quyền cũng chả có gì để mà vui với mừng hết. Có những người nói là chứ à, như vậy nhà cầm quyền Việt Nam sẽ vui với mừng là thấy rằng là chứ bà Quỳnh mở hai con mắt ra. Xin thưa với quý vị, họ cũng chả có gì để vui mừng. Bà Quỳnh không có một cái vai trò gì quan trọng hết. Không có một cái vai trò gì quan trọng trong đất nước hết. Cỡ những người mà từng là những cái vai trò rất là lớn, nhưng tới tuổi cần về hưu hay là giờ cũng về trở thành rất là bình thường. Nên nói rằng là đánh giá bà Quỳnh ấy như vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam là họ vui mừng hay là họ thắng, cũng chả có vui mừng. Và cũng chẳng thắng. Thắng thì tự động cái chuyện của nó đã, bà Quỳnh đã tự thua, cộng đồng hải ngoại tự thua. Còn mà bảo rằng nhà cầm quyền Việt Nam lấy đó làm vui sướng là đã là tự thắng thì tôi không nghĩ như vậy. Họ chỉ tội nghiệp. Họ tội nghiệp cho cái não trạng của cộng đồng hải ngoại cực đoan. Họ tội nghiệp cho bà Quỳnh là một người nạn nhân luôn cho cái ảo tưởng của bà. Họ tội nghiệp cho sự flip-flop của bà. Lời nói của bà Quỳnh giống như là mở cửa để xin trở về lại Việt Nam. Họ có nhận hay không? Cái câu hỏi được đặt ra là chỗ đó thôi. Nếu bà Quỳnh bảo là tôi muốn xin trở về lại Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam có nhận hay không? Tôi nghĩ như vậy là nhà cầm quyền Việt Nam họ nói rằng là chứ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Nếu mà lại với hết lòng á, thì họ đâu có ngại. Nhưng mà trở lại trong một cái mưu đồ nào khác á, thì cái điều đó là khác liền lập tức. Đấy không? Bà Quỳnh bây giờ trở thành một cái sự nghi ngờ của rất là nhiều người trong nước. Người ta rất là nghi ngờ bà, khó mà chứng minh được cái sự thành thật của bà. Tôi hiểu được bà có cái vị thế của bà. Nếu mà gọi là bà muốn trở lại đó,
thì cũng có một, cần có một cái thời gian cho họ đánh giá, cần có một thời gian để họ hiểu bà hơn, cần có thời gian để bà chứng minh được cái lòng yêu nước của bà. Lòng yêu nước chứ không phải là lấy lòng yêu nước để muốn nghĩ rằng là đạt được cái gì đó thì nó khác nhau, họ nhìn ra hết. Nên bà nói rằng là nhà cầm quyền vui mừng thấy rằng là bà mở hai con mắt ra, thì tôi không nghĩ rằng là nhà cầm quyền vui mừng. Và cũng chẳng có người, những người trong Việt Nam bảo rằng là chứ là thấy như vậy là vỗ tay mừng lên. Tôi không nghĩ như vậy. Họ chỉ thấy thương xót bà, tội nghiệp cho bà. Vì bà chạy theo ảo tưởng và tội nghiệp cho cái cộng đồng hải ngoại cực đoan lúc nào cũng kêu là tự do dân chủ mà là không làm theo ý họ. Thì họ đánh phá hết tất cả, dầu rằng là đó là những người muốn cùng ở chiến tuyến với họ cũng không xong. Cũng không nổi nữa. Ở với chiến tuyến với họ không nổi. Ở chiến tuyến của họ thì họ vừa phải, như bà Quỳnh là vừa phải đối phó với nhà cầm quyền Việt Nam, mà phải còn phải đối phó với những người chống cộng. Và những người chống cộng thì cái đạn của những người chống cộng còn bắn còn dữ dội, còn độc địa, còn đủ thứ kinh hoàng hơn, mà phải đối phó với Việt Nam. Nên bây giờ bà nói, bà than lên như vậy đó, thì nếu bà nói là bà muốn trở về với Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là trong đầu của bà là bà thấy rằng là so sánh với cộng đồng hải ngoại cực đoan này, với những gì bà nói về cộng sản trước đây đó, thì chưa chắc là những gì bà nói về cộng sản trước đây nó đúng, mà thấy rằng là áp dụng cái gọi là mưu mô độc ác độc tài gì đó của cộng đồng hải ngoại còn ghê gớm hơn. Nên bà mới than lên câu như vậy. Bà mới than lên cái câu nói đó. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là dễ dàng cho bà quay trở lại. Tại vì bà sẽ bị đánh dễ, bị đánh giá là flip-flop. Bà ở trong một cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan, trong một cái vị trí rất là tội nghiệp. Cho nên tôi nghĩ rằng là những người ở trong nước, ở nhà nước họ đang nhìn bà với một cái ánh mắt tội nghiệp hơn là một cái sự vui mừng hớn hở tội nghiệp. Tôi cũng rất tội nghiệp cho bà. Và tôi có cái lời khuyên thật sự. Trong giai đoạn này, bà cũng không nên nói gì nữa. Cứ im đi. Tìm một công việc đàng hoàng. Một thời gian sau khi lắng động, thì bà mới thấy được con đường bà đi đúng đắn hơn. Thật ra ở lại, nếu mà có công việc làm tại nước Mỹ, không khéo bà sẽ thành công nhiều khía cạnh khác. Bà đừng chú tâm quá vào trong cái lĩnh vực chính trị. Mà lĩnh vực này đó, ở hải ngoại, bà đã thấy rồi, rất là tàn bạo và khốc liệt, không đơn giản. Vậy thì cái khả năng của bà còn có, bà cũng còn trẻ, bà nên đi tìm một cái nghề nào nó thích hợp cho bà, tạo công ăn việc làm cho bà, để bà nuôi mẹ già và con của bà. Khi mà bà vững được tài chánh rồi đó, thì bà muốn làm cái gì cũng được hết. Qua vài ba năm, thí dụ như vậy, bà bình tĩnh rồi đó, bà muốn quay trở lại Việt Nam, thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ đánh giá bà khác. Còn giai đoạn này bà nói ra gì hay là bà muốn về Việt Nam liền đó, thì cả hai, bà sẽ bị cả hai phía, phía của người quốc gia hải ngoại, phía những người chống cộng cũng sẽ đánh phá bà. Và rồi những người mà ở trong nước Việt Nam, những người giới bình thường thôi, tôi không nói là nhà cầm quyền, mà chỉ là những người dân đó, mà họ thấy bà ra đi trước đây đó, mà họ chướng tai ngay mắt đó, tức là người dân, thì họ sẽ có những cái ánh nhìn bực bội với bà. Nên bà sẽ kẹt giữa hai lằn đạn tội nghiệp. Cách hay nhất là thinh lặng. Bà thinh lặng là bà cứu bà. Bà thinh lặng là bà cứu con bà. Bà thinh lặng là bà cứu mẹ già của bà. Bà đừng nghĩ đến chuyện gọi là của cộng đồng nữa đi, thì bà mới yên tâm được. Đó là góc nhìn của tôi. Tôi chia sẻ cho những nỗi khó khăn của bà, những gì bà đang xảy ra. Và tôi cũng muốn đề nghị với bà thực sự, đó là cộng đồng hải ngoại không phải là một chuyện đơn giản. Cách hay nhất cho bà là thinh lặng. Đó là đề nghị thật sự, thành thật. Còn nhận lời đề nghị hay không, đó là quyền của bà. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020. Hẹn gặp quý vị clip sau.